Mới đây, Garmin Việt Nam đã giới thiệu ra thị trường dòng sản phẩm Vivomove Sport hướng đến đối tượng người dùng trẻ, thích smartwatch thời trang, nhiều tính năng thông minh cùng mức giá dễ tiếp cận. So với những sản phẩm cùng tầm giá, mẫu smartwatch mới của Garmin nổi bật nhờ được trang bị nhiều phiên bản màu sắc trẻ trung như xanh min, trắng, vàng và nâu. Thiết bị có mặt đồng hồ dạng tròn nhưng không đi kèm nút bấm. Điểm đặc biệt của Vivomove Sport đến từ việc kết hợp giữa mặt đồng hồ kim với màn hình cảm ứng mang đến cảm giác vừa cổ điển và không kém phần hiện đại. Với màn hình cảm ứng, người dùng có thể thao tác để xem thời gian hay các chỉ số như nhịp tim, thông báo tin nhắn hoặc từ Facebook Messenger. Mặt đồng hồ có kích thước 40mm, vì thế khá phù hợp với đa số cổ tay của các bạn trẻ, kể cả nam lẫn nữ. Người dùng có thể dễ dàng thay đổi dây đeo nếu muốn. Khối lượng của đồng hồ cũng khá nhẹ. Do đây là mẫu đồng hồ thông minh nên được Garmin trang bị đầy đủ các tính năng quan trọng đi kèm như theo dõi nhịp tim, nhịp thở, nồng độ oxy trong máu, mức độ căng thẳng, chất lượng giấc ngủ, tuổi thể chất hay ghi nhận nhật ký uống nước. Ngoài ra, thiết bị còn có tính năng Body Battery hiển thị mức năng lượng hiện tại của cơ thể, hỗ trợ người dùng hiểu rõ tình trạng thể chất của bản thân để lên kế hoạch học tập, làm việc hiệu quả hơn. Bên cạnh việc đo các chỉ số sức khỏe quan trọng, mẫu smartwatch mới của Garmin còn có hàng loạt bài tập thể thao như yoga, bài tập sức bền, cardio, chạy bộ, đạp xe. Sản phẩm có khả năng kết nối với GPS của điện thoại để theo dõi quãng đường vận tốc khi chạy bộ hay đạp xe. Đại diện của Garmin cho biết, thời lượng pin của Vivomove Sport đáp ứng được 5 ngày khi dùng ở chế độ thông minh và đạt khoảng 6 ngày trong trường hợp người dùng tùy chọn chế độ xem giờ analog. Vivomove Sport sẽ có giá 4.500.000 đồng,